Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Âm Thanh Lê Hoàng. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép giới thiệu cho anh chị và các bạn một bộ dàn dùng để hát karaoke, nghe nhạc tại nhà với kinh phí vừa phải thôi nhưng sẽ cho chúng ta một chất lượng tuyệt vời. Ở đây, chúng ta cùng sử dụng một cặp loa Kiwi LK12+. Đây là dòng loa Bass 30, cụ từ lớn cho nên sẽ cho chúng ta một âm thanh uy lực. Về dàn chỉnh thì chúng ta sẽ có một con men FA3002 32 sò lớn. Con này dùng để đánh cho cặp loa Kiwi Bass 30 ở trên. Thì tùy theo nhu cầu của anh chị và các bạn, chúng ta có thể nâng cấp lên những cái dòng men sò lớn hơn, công suất lớn hơn để sau này chúng ta có thể sử dụng thêm loa cũng được ha. Ở đây thì chơi gia đình cho nên là Lê Hoàng sử dụng cái men vừa phải vừa sức với đôi loa này. Và tiếp theo, Lê Hoàng sử dụng một con vang số DB Acoustic S690 Pro. Thì đây phải nói là trái tim của dàn nhạc. Có nghĩa là cái con vang này nó sẽ chỉnh được rất là nhiều thứ ở đây. Chúng ta nhìn thấy này, ở trên đây thì nó là vang số cho nên chúng ta sẽ chỉnh được với lại phần mềm để chỉnh vang nè. Rồi, chúng ta thấy thiết kế vang rất là đẹp. Và trên này tiếng vang echo, reverb, delay chúng ta có thể chỉnh được theo ý của chúng ta ở trên phần mềm ha. Thì khi anh chị và các bạn mua dòng sản phẩm này, bên Lê Hoàng cũng sẽ set up sơ qua cho anh chị và các bạn. Về nhà là chúng ta có thể gắn vào và chúng ta có thể hát ngay. Ngoài ra, anh chị và các bạn chúng ta cũng được Lê Hoàng cung cấp phần mềm. Anh chị và các bạn chúng ta cũng có thể tự chỉnh theo ý của mình luôn. Còn ngoài ra thì khi mua về, Lê Hoàng cũng làm sẵn hết rồi. Anh chị bạn chỉ cần ghim vào là chúng ta sẽ hát hay ngay lập tức thôi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, những cái nút chỉnh của nó tách biệt như thế này. Micro, Effect, Music. À, rồi bên này chúng ta cũng thấy nè, à, nó có những cái tùy chọn ở đây thì chúng ta có thể cài trên phần mềm ha. Rồi có cổng USB. Ở đây thì có micro 1, micro 2, micro 3. Ở phía sau thì cũng có những cổng micro, rồi những cổng kết nối rất là nhiều. Đó. Lê Hoàng có sử dụng thêm một cái cục phát Bluetooth đến từ thương hiệu GHS, đó là con GHS BL3. Thì ở trên cái con vang này nó không có Bluetooth, cho nên Lê Hoàng sẽ sử dụng thêm con GHS bên kia để chỉnh Bluetooth. Và đặc biệt cái con này này, anh chị bạn chúng ta có thể chỉnh được cái âm lượng nhạc đầu vào. Tại vì nhạc thì tùy theo bài, có bài thì chất lượng tốt nhưng mà có bài thì chất lượng không tốt. Cho nên khi sử dụng cái con này á, chúng ta có thể chỉnh được thêm tiếng bass, tiếng treble rồi những tiếng trung nè. Thì khi anh chị và các bạn chúng ta hát, chúng ta đã điều chỉnh vang số như vậy ok rồi. Thì chúng ta có thể chỉnh tùy theo bài hát ha. Chúng ta chỉnh bass treble ở đây là rất là gọn gàng thôi, không có cần phải chỉnh gì phức tạp hết. Micro thì Lê Hoàng sẽ sử dụng một cặp micro đến từ thương hiệu DB Acoustic cùng với thương hiệu của con vang số S690 Pro này. Đó là con DB Acoustic DB350 Plus. Đó, kiểu dáng như thế này này. Màu đen sang trọng, có một cái màn hình LCD hiển thị như thế này. Trên này chúng ta có thể chỉnh được âm lượng micro này, rồi set được tần số nè cho hai kênh AB. Rồi, màu sắc nó như thế này. Đây, cặp micro DB Acoustic. Đó, một cái màu rất là sang trọng luôn ha. Cái micro này khả năng chống hú của nó rất là cao. Và chất âm thì phải nói là tuyệt vời rồi. Được rất nhiều anh chị và các bạn đi show cũng như sự kiện sử dụng cái dòng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại thì anh chị và các bạn đang nghe được cái âm thanh của micro DB Acoustic 350 Lut V2 qua con vang số S690 Pro với cái dàn nhạc như thế này đây ha. Đó, chất âm của nó chúng ta nghe nó rất là hay, mic nhạy và sáng. Và cái khả năng chống hú của micro này rất là cao ha, cho nên chúng ta hát cũng khá là an tâm và không có sợ là những cái tiếng hú, những tiếng rít nó làm cho mình gọi là mất cảm xúc khi mình đang hát. Và ở đây thì mình đang sử dụng cái con GHS BL3 đó. Cái con này nè thì chúng ta thể chỉnh được bass treble ở trên này luôn, cho nên là những cái bài nhạc nào mà chúng ta mở trên mạng á, chúng ta thấy nó không chuẩn thì chúng ta có thể chỉnh trực tiếp ở đây luôn đó, rất là gọn gàng. Rồi bây giờ mình sẽ hát một bài cho mọi người cùng nghe nha. Alo, 1, 2, 6, 6. Rồi, bài hát qua tương B. Anh chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe nha. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui buồn thơ lên đêm.
người sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sống cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dặm vui. Trường xưa vắng ta mang ta lành về, cùng theo lũ em học hành những xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông càng lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vun vút tình thật đây, mơ còn chìm trên mây. Còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn nắng. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Rồi thì mọi người thấy cái âm thanh của cái bộ vàng này như thế nào? Thì anh chị và các bạn, chúng ta thích có một cái vàng để karaoke gia đình, để sử dụng trong một cái không gian vừa phải ở nhà, thì anh chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua cái combo như thế này ha. Chúng ta sẽ có một cặp loa Kiwi LK12+30, rồi một con men, rồi một con vang S690 Pro, một con micro DB350 Bluetooth ha. Thì vang số và micro đến từ thương hiệu DB Acoustic. Anh chị bạn thích cái bộ vàng này thì nhớ liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0989737960. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Xin chào.